Không, chị Phương tính được lắm. Người ta làm giáo viên, người ta điềm đạm. Giáo viên thì thường về bố mang bố mẹ Không, chị tính được ơi, được luôn. Nhà đấy được cả hai vợ chồng. có người mà chưa tiếp xúc giáo viên thì... Em quay cho mọi người cây mẫu đơn nhung. Mẫu đơn nhung, đỏ nhung. Cây đẹp xuất sắc luôn. Tán to, xum, dày, đẹp nha các bạn nhá. Tán gọi là tán 1 mét, hơn 1 mét. Tán 1 mét 2 ấy nhỉ. Tán coi là 1 mét 1, 1 mét 2. Tán tròn, dày răm. Em còn mỗi 5 cây thôi, không hiểu sao mà đẹp như thế này mà mọi người không chốt cho em. Làm em cứ phải quay đi quay lại, mọi người bảo ôi trời ơi sao con này bán ế thế. Có những lô hàng mà em quay lên phát là khách chốt đơn ầm ầm tới tấp luôn, mà có những lô mà em không hiểu sao ế vì cái lý do gì, ế không rõ nguyên nhân. Ví dụ như cây này này, ế không rõ nguyên nhân luôn. Bác nào ưng cây này thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 với em. 0911 451 210 ạ. Cây rất là đẹp luôn, xuất sắc luôn ấy. Đẹp nhất cái lách luôn ấy. Mẫu đơn đỏ nhung nha các bạn nhá. Đỏ nhung, nhung lá nhựa, đỏ nhung. Hoa đấy ạ. Hoa đỏ rất là đẹp nha mọi người nhá. Hoa đỏ đẹp luôn đấy ạ. Thằng này em đang bán với giá là 1.3 triệu một cây thôi nha mọi người nhá. Giá rất là rẻ, chỉ có 1.3 triệu, giá rất là bình dân. 1.3 triệu nha các bác nhá. Ai ưng cái này, ai quan tâm cái này thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 giúp em. 0911 451 210 ạ. Cây này là cây mẫu đơn đỏ nhung nha mọi người nhá. Mẫu đơn đỏ nhung. Cây rất là đẹp ạ. Gốc của nó này, gốc ngón tay cái của em nhá, gốc 2 phân. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, thoát thân 80 phân. Thoát thân 80 phân, hoa mẫu đơn đỏ nhung nhá. Hàng đã làm khung làm tán hết rồi mọi người nhìn, răm tán rất là dày luôn. Cũng là một trong những dòng mẫu đơn mà được rất là nhiều người yêu thích đây mọi người nhìn này. Hoa của nó này, hoa chi chít luôn. Hết một nứa hoa này lại kế tiếp một nứa hoa khác, nứa hoa mới lỏ nó sắp tàn rồi, bây giờ lại kế thêm một nứa hoa mới á. Và tông màu nó màu đỏ rất là đẹp này, màu đỏ rất là đẹp luôn. Đây là màu chuẩn của nó luôn bên ngoài nhá. Đây ạ, màu chuẩn luôn đây ạ, màu rất là đẹp. Ai quan tâm cây này thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại em là 0911 451 210. Cây này thoát thân 80 phân, vanh gốc của nó là đường kính gốc của nó là 2 cm nhá. Ai ưng cây này thì chốt đơn cho em, giá chỉ 1.3 triệu ở mẫu đơn nhung, hàng làm không tán đã lên chậu ổn định rồi. Ở ngoài này em còn một cây đẹp hơn nhá. Các bác chờ máy em đi bộ ra ngoài này tí. Cái bên này thì hoa nó tàn rồi này. Đẹp xuất sắc luôn nhá. Mẫu đơn đỏ nhung ạ. Đây là cái dòng mẫu đơn mà cách đây 2 năm 3 năm trước, cách đây 3 năm trước nó là dòng mẫu đơn đắt nhất. Nhưng bây giờ nó lại là dòng rẻ nhất. Cây này nếu mà là cây văn chấn thì giá nó tầm 3 triệu rưỡi 4 triệu. Bây giờ nó rẻ, bây giờ nó lại dòng rẻ nhất. Tại vì sao? Tại vì 3 năm trước nó lên đến đỉnh điểm, nó là dòng hot nhất. Thành ra dân mình lao vào để thi nhau trồng. Thế năm nay giá nó lại rẻ đi. Thế năm nay giá nó rẻ đi chỉ vì lý do đơn giản thế thôi ạ. Quy luật của thị trường mà cái gì mà cứ thừa ra nhiều thì sẽ rẻ. Như cây này là bình thường mỗi năm là giá nó hơn 3 triệu. Năm nay chỉ còn có 1.8 triệu cây như này nhá. Bác nào ưng cây này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451 210. Tông màu đỏ của nó rất là đẹp và tươi sáng. Là một dòng rất là đáng để trồng nhá, rất đáng để trồng luôn. Đây em quay màu sắc bông hoa này. Hoa này là hoa gần tàn rồi nhá. Đây là những bông hoa tàn rồi đó. Quay mộc đi lát nữa. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451 210 với em. 0911 451 210. Mộc giờ. Đây ạ. Em đo này. 20 này. 40 này. 60 này. 80 này, 1 mét này, 1 mét 2 này. Cái này thoát thân 1 mét 2. Quay mộc đi chốt hết luôn, thật không? Thật hay là phép? Thoát thân 1 mét 2. Ai ưng cái này thì chốt đơn, chuyển màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451 210. Cây đẹp xuất sắc luôn. Chỉ 1.3 triệu nha các bác nhá, 1.3 triệu thôi.
Ai ưng thì chốt đơn cho em. Có cây hồng 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 neo này, hồng neo hồng tường vi này, đây là đăng ké nhá, đăng ké luôn cho cái video này. Cây hàng gốc cực kỳ già, cây này bạn nào mua thì 1.5 triệu này. Hàng gốc cực kỳ già và là một trong những dòng hoa hồng neo sai hoa nhất. Để hôm nào nó ra hoa em quay lại cho mọi người. Lên tận lơi bê, có bê được cả chậu về không chị? Bê được bạn ơi. Hàng này đơn giản, bê đơn giản mà. Còn có 4 cây thôi nhá, 4 cây đây là cây tiếp theo này. Cây tiếp theo, cây này nếu mà bạn nào mua về phải làm lại tán, với cây này tán nó hơi bị lung tung một tí. Tán nó làm chưa làm được đẹp, cây này thì thân cực kỳ đẹp luôn. Cây này thân rất là đẹp. Hai cây đầu thì đẹp cả thân cả tán, cây này thì nó cái tán làm nó chưa được ổn lắm, chưa được ok lắm. Chắc là cái lúc mà cái ông mà thợ bẻ tán lúc ông đang làm cho ông ấy vừa cãi nhau với vợ xong là thả thật chết lên cây. Nên là cái khung tán của cây này nó chưa được đẹp. Còn mấy cái khung tán của hai cái đầu rất là đẹp. Đường kính gốc là 2 phân nhá, thân thẳng luột luôn này ạ. Em đo này. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. 1 mét này. Cái này thoát thân 1 mét nhá, đây ạ. Gốc của nó đây ạ. Bắt đầu ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911451210. Cây này giá của nó cũng là 1.8 triệu nhá, hàng cốt chậu, hàng thuần chậu rồi. Ai ưng cái này thì chốt đơn cho em. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Đẹp xuất sắc. Còn cái cây này thì 1.5 triệu này. Duy nhất cái này là cây ngót nhá, cái này cây ngót thì bán giá ngót thôi. Chứ không bán giá theo cây kia. Cây này thì là 1.5 triệu, nó thân nó nhỏ hơn. Tán nó thì cũng rất là đẹp, đây làm không làm tán giá đỡ hết đàng hoàng rồi. À, gốc con này chỉ được 1,5 phân thôi. Cái này thì thân nó nhỏ nhá, thân nó nhỏ đấy ạ. Con này thì nó nhỏ, lấy 1.5 triệu thôi. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. Cái này thoát 80 phân ạ. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo số điện thoại của em là 0911451210. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911451210. Đây là mẫu đơn đỏ nhung nha các bác nhá, mẫu đơn đỏ nhung. Em ngày hôm nay được hẳn 37 mắt sen này. Lâu lắm rồi nhá. Lâu lắm rồi, hôm nay mới lại lên được 37 mắt sen. Bởi vì nhà em đã bị bóp tương tác, bị đăng chính bị vi phạm chính sách cộng đồng của Facebook ấy, bị bóp tương tác. Phải một tháng gần đây ấy, nó càng bóp tương tác nhiều mạnh luôn ấy. Phải một tháng gần đây em phát like, mỗi lần phát like chỉ nhiều nhất là được 15 người xem. Không toàn 10 người xem, 15 người xem, 7 người xem thôi. Lần này hôm nay kỷ lục, vừa nãy mình hơi liếc lên cái màn hình được lúc nãy được 37 người xem. Ai quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 giúp em nhé. Em bán cây này là đồng giá là 1.8 triệu. Có 3 cây 1.8 triệu còn một cây là 1.5 triệu, quay lại cái này cho mọi người xem này. Quay xong cây này thì em lại ra vườn Sapa để phát bán Sapa cho mọi người ạ. Đây nhá, cây rất là đẹp luôn. Xuất sắc luôn nhá. 24 bác đang xem like, các bác xem like thả tim thả like cho em rồi nhá. Em quay lại cây này và quay lại một lần nữa. Mẫu đơn đỏ nhung nhá, nhung lá nhựa, một trong những dòng mẫu đơn mà hoa rất là sai và được nhiều người yêu thích ạ. Cây này em bán giá chỉ có 1.3 triệu. Ai quan tâm thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại em là 0911451210. Em đo này, 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 1 mét này, 1 mét 2, thấp hơn 1 mét 2. Đấy, cây này rất ok. Các bạn ấy chuẩn bị chạy đi hết rồi, còn 17 người xem rồi, các bạn ấy chạy đi hết rồi. Đấy, xong cây này. Em quay lại cây đầu tiên một lần nữa nhá, để cho bạn nào mà đang lăn tăn, đang phân vân thì các bác xem lại một lần nữa để cho các bác ra quyết định nhá. Có 4 chậu thì có 3 chậu 1.8 triệu. Bán cho em để em thu hồi vốn đi, tồn vốn lâu quá rồi. Hàng này em mua từ trong Tết này, bỏ ra tiền tôi ôm vào trong Tết rồi. Đây, con này cây đẹp nhất này. Cái này cây đẹp nhất là đẹp về cả bóng, cả tán và cả gốc nhá. Cây này đẹp nhất là đẹp về cả bóng, cả tán và cả gốc ạ. Ai ưng cây này thì chốt đơn chuyển màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911451210 cho em nhá. Em xin phép tăng like.
của em.